Này thiện hiện, chân như của địa giới là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của thủy hỏa phong không thức giới là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của tánh nhân duyên là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của tánh đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của vô minh là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của bố thí ba la mật đa là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của pháp không nội là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh là quả vị giác ngộ cao tột.